Mời quý vị trở lại với chương trình chào Washington DC với thanh trúc và cùng với nhà văn Nguyễn Việt Nữ tiếp tục cái câu chuyện nói về luật lệ những cái va chạm về uh, cách nghĩ, uh, cách làm việc và nhất là gọi là cái va chạm văn hóa rõ rệt giữa những cái người. Uh, Uh, miền Bắc và những người Việt Nam mà đặc biệt ở uh, đây là trong cái ngành luật mà uh, luật sư Nguyễn Kim Anh tức là nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã trải qua và trình bày đến với quý vị. Uh, Thanh Trúc xin uh, uh, chào nhà văn Nguyễn Việt Nữ. Dạ, Thì Thanh Trúc xin thương tiếp thương. tục là uh, ngay cả đến mà uh, như uh, bà đã có nhắc lại là cái ông chánh án uh, tòa án tối cao uh, Phạm, Phạm Văn, văn Bạch của ngoài Hà Nội đó mà nói rằng là luật pháp nước ta là luật pháp uyển chuyển đó. Thưa xin bà tiếp tục uh, câu chuyện. Đó. Dạ, uh, cảm ơn Thanh Trúc chẳng những trao trở mà trao trở có giấy tờ do phạm văn bạch giải thích với chúng tôi kính thưa quý vị nó chúng tôi có viết ở trong vắn tắt cái cuốn yêu và bị yêu này cái một cái phần mà nó phớt qua thôi nhưng mà đó là sự dạ. thật để cái dịp này tôi được cái cơ hội để nói rõ lên Luật của hồ chí minh đó, cũng là một vợ một chồng nhưng mà ông Phạm Văn Bạch vào nói với chúng tôi rằng luật của chúng tôi đó rất là quyển chuyển. Thí dụ là một người đó có năm vợ bởi vì đi đánh du kích đó, thì không có báo cáo, không có theo lý lịch gì được hết. Một người có năm vợ đó rốt cuộc lại là là có công. Còn người mà chỉ có ba vợ lại có tội thì chúng tôi mới hỏi, ô thật là là giảng dị thật đó, thì là như thế nào, ông chánh án giải thích dùm cho chúng tôi, thì kính thưa quý vị, ông phạm nhân bạch trả lời như thế này, năm vợ có công là vì năm vợ đó cung cấp cho bộ đội cụ hồ năm người chiến sĩ còn ba người vợ thôi đó người có ba người vợ thôi chỉ có ba chiến sĩ thôi như vậy ông năm vợ có công hơn là ông ba vợ đó là cái luật được giải thích một cách Gia hồ đó đồ là có bằng chứng dạ dạ chứng vâng, vâng, chứng chính nhà nhà văn uh, người việt nữ tức là luật sư nguyễn kim anh đã nghe <laughs> như vậy thì thưa lúc đó chắc có lẽ trong cái bối cảnh như thế mà va chạm như thế và thấy những cái luật như thế thì có lẽ bà cảm thấy là chắc là bà, bà bà, cảm thấy rất là tiếc nuối cái cái khoảng thời gian mà gọi là bà làm thẩm phán tòa thượng thẩm làm luật sư tòa thượng thẩm mà để mà có thể như là mình đã đem những cái kiến thức của mình để mà làm cho cái cán cân công lý lúc nào nó cũng thân bằng của một cái miền Nam Việt Nam có luật pháp rõ ràng. Dạ, dạ cảm ơn Thanh Đức kính thưa quý thưa, vị cái, cái chuyện mà thăng bằng đó là đối với phương phương tây á, luật của tây phương nó còn có thể còn nếu mà đã nói luật rừng rồi đó thì chính hồ chí minh đã xử ông uh, nguyễn mạnh tường dẹp cái trường luật mà dạ, đó mạnh tường. để mà có dịp để làm cái luật quyển chuyển kính thưa quý vị có một vị luật sư chúng tôi quên tên ở trong cái luật sư đoàn tây phương của chúng tôi ở lại làm việc đó có nói nếu mà như vậy đó trường hợp ly dị thì giải quyết cách nào ông phạm văn bạch trả lời cũng rất giản dị kính thưa quý vị khi mà ly dị đó quyền lợi của các con giải quyết như thế nào để có lợi cho xã hội chủ nghĩa nhất ừ. hết Kính thưa quý vị, lúc đó chúng tôi cười, chúng tôi thấy hồi đó chúng tôi học luật đó, luật dân sự của, thí dụ như à, thầy Vũ Văn Mẫu dạy đó, dân luật, rồi cổ luật, rồi luật uh, ly dị, rồi quyền lợi của con cái, nó dài, nghĩa là hai, ba cuốn, nghĩa là vậy cả ngàn trang. Còn bây giờ nó giảng dị đến đỡ làm như thế nào có lợi cho cho xã hội chủ nghĩa nhất giải quyết quyền lợi của các con thành ra chúng tôi cười mới nói nhỏ với nhau như vậy đó là chúng mình mà ngồi đây nữa đó thì chúng mình sẽ có bị thí dụ mình đi mình đi ở bên mặt mà mình bị xe ở bên trái nó lăn qua nó đụng đó thì bây giờ đưa ra cãi đó tại chiếc xe này nè đi qua bên mặt là vì cái đó đó đụng chúng tôi là vì chúng tôi lỗi những người mà lái xe của xã hội chủ nghĩa là làm lợi cho xã hội chủ nghĩa đó, thôi như vậy là chúng tôi đi đi có 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 chỉ, chỉ xuống biển kìa đi 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 vượt dạ, và biên phải chăng là khi đó đó à, à, luật sư Nguyễn à, Nguyễn Kim Anh à, đã thấy rằng là nếu mà như vậy đó sống ở, ở trong một cái xã hội mà những cái điều mình học hỏi được những cái điều mà mình những cái điều mình đã trải qua hay là những cái mình muốn phục vụ cho sau đó hoàn toàn không thể có một cái gọi là cơ, căn bản nào để mà mình có thể làm được thì lúc đó là bà mới quyết định trở thành như bà nói đó hướng ra biển để trở thành một người đi vượt biển đi lưu vong xin bà kể là à, bà đi qua hải ngoại năm nào dạ yeah dân vâng, à cảm ơn thanh trúc kính thưa quý vị dân nữ đi vượt biên là một chín trăm bảy mươi chín nhưng mà nhiều lý do lắm mà đúng như nguyễn chí thiện nói đó là 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 cái cái mảnh đất trơ, nửa trên hình chữ S đó thì nghĩa là rất là đã tôi rất yêu ngươi từ thuở lên mười nhưng mà bây giờ á tôi nguyền nghĩa là đổi bạn đổi thù thành ghét bởi vì ở dưới người thù người 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 này nè tôi mất tất và tôi sẽ biến thành thú vật ừ dạ vì cái lẽ đó đó mà nếu mà kể dài quá chúng ta không có thì giờ kính thưa quý vị chúng tôi thấy rằng là nếu mà ở lại đó thật là mình là một người vô nhân đạo và trở thành thú vật thật không phải con người nữa. Mà cái chuyện đó đó không phải Nguyễn Chí Thiện nói mà ông Boris Yeltsin của 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 Nga, của Nga thời mà Đệ tam quốc tế uh, sụp đổ, chính ông 1992 đã đi qua điều trần trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ. Ai cũng nhớ cái câu rằng Cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế. Chúng tôi còn lựa một câu mà ông có nói rằng communism has no human face nghĩa là cộng sản không có bộ mặt con người. Human face. Dạ. Bộ Đó. Mặt nhân bản. Lý do. À? Nếu mà còn thì giờ tôi xin nói thêm một chuyện này để chứng minh. Vâng. À, và thanh trúc cũng xin mạng phép bà, tại vì à, thời lượng đến đây thì là cũng đã. À, chúng ta phải chấm dứt. Dạ, dạ à, Thanh Trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn nhà văn Việt nữ rất là nhiều. Cảm ơn Thanh Trúc